Wow, đến tận bây giờ mình vẫn chưa tin được là mình lại được 100 người sub nhanh và sớm như thế. Hí hí, vẫn sướng vãi. Thế là mình quyết định cái video đầu tiên khi mà mình được 100.000 sub, thật ra là cái video cảm ơn rồi, thì mình đã bỏ tiền ra mua thử một số những cái món đồ từ Taobao. Yup, lần đầu tiên mình mua thử đồ Taobao để xem là mua về nó sẽ như thế nào. Và bởi vì các bạn đã xem kênh Duy Thẩm, do đó thì những cái món đồ này nó cũng sẽ rất là thú vị, hay nói cách khác là đậm chất Duy Thẩm. Và Taobao thì chắc hẳn anh em đều đã biết rồi, nó là một cái trang web bán hàng nội địa của Trung Quốc. Và cái sự tuyệt vời của Taobao là nó có tất cả mọi thứ ấy, kiểu từ A đến Z, nó như kiểu một cái Amazon của Trung Quốc vậy. Đây là cái thùng đồ mà mình vừa mới quất được và đã bị ai đó bóc mất ra rồi. Và cái điểm mình quan tâm nhất ấy là những cái món đồ mình mua ở Taobao về nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Mình mới lập cái Insta để post mấy cái hình xàm xàm, mọi người đừng quên follow nhé. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình mua hàng ở Taobao, đó thì mình đã mua nó khá là kiểu đa dạng nên mình mua một lố đồ. Đây sẽ là món đầu tiên. Yup. Cái gì này? Oh shit. Những bạn nào mà hay xem video mình đều biết là mình hay sử dụng iPhone để quay phim, mình sử dụng cực kỳ nhiều. Và đây là cái món đồ đầu tiên mình quyết định mua về thử. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái cục này nữa. Khá thú vị một điểm nhá, đó là từ nãy giờ khi mình mở hộp ra thì không hề có bất cứ một cái nhãn mác hay một logo nào hết. Nó chả có một cái logo gì cả. Nhưng mà không sao, không biết là dùng tốt là được. Đó, đây là một cái chân đế để giúp chúng ta có thể gắn được cái smartphone lên. Thậm chí là có cả một cái đầu cái này gọi là gì nhỉ? Bone hit. Wow, công bằng mà nói cái lúc mà mình có order cái này về thì mình nhìn trên web mình tưởng nó là một cái chân theo cái dạng kiểu rầm rầm ấy, nhưng mà thực chất thì không đâu, nó rất là nặng, cầm nó rất là chắc tay. Cõ cong cong luôn. Sau đó chúng ta sẽ gắn thêm cái này lên. Đó, là có thể gắn được nguyên cái smartphone lên và quay phim ở bất cứ lúc nào. Rất là thú vị. Một trong những cái điểm mà mình thấy là các trang thương mại điện tử Việt Nam gần như khá là thiếu, đó là những cái món đồ phụ kiện nó dị hợm như thế này. Ấy, thậm chí là mình còn mua thêm một cái này. Và cái này các bạn biết là gì không? Cái này nó sẽ là một cái nó gọi là đèn flash ấy, và mình cắm vào đây và mình có thể kiểu quay phim mà rất là đầy đủ ánh sáng. Đó, một món đồ mà mình cực kỳ thiếu. Thậm chí là có cả một cái remote ở đây để mình có thể bấm phát là bắt đầu quay phim cũng như bật đèn flash, kiểu rất là thú vị. Rồi, ngoài ra một phút dành cho quảng cáo để mình có thể kiếm lại được cái đống tiền mà đã bỏ ra mua cái lố đồ Taobao này. Thì các bạn nào mà hứng thú với những thiết bị iPhone thì đừng quên là click link mua hàng. Mình sẽ ở phần mô tả video tại chuỗi thống của Selfnet. Thật sự mà nói hiện nay ấy, các bạn nào mà thậm chí là anti iPhone hay ghét Apple thì đều phải công nhận rằng riêng về khoản quay phim thì mình thật sự mà nói mình chỉ tin tưởng mỗi iPhone thôi. Cái điểm sốc nhất là nguyên cái set đồ này mình vừa mua thì cái mức giá của nó chỉ là 169.000 kèm tiền ship về Việt Nam. What? Không thể tin được. Ui, vừa rẻ vừa xịn ấy. Cái chân thì rất là chắc chắn này, nghe có cong cong luôn, mà có cả đèn flash và flare kiểu. Đây sẽ là một trong những cái món đồ không thể thiếu của mình mỗi khi mà mình đi chơi hay mình quay phim ở nhà. À, tiếp đến là món đồ thứ hai. Đây. Cũng toàn tiếng Trung Quốc cả. Đóng hộp, đóng kia kiểu thì nhìn cũng khá là yên tâm đấy. Đây rồi, trời ơi. Đây rồi. À, thật ra là mình biết là bên trong nó sẽ có cái này rồi, nhưng mà các bạn nào mà có hay theo dõi video của mình thì đều biết mình là một fan rất là lớn của Darth Vader. Nói đâu xa đâu. Mũ Darth Vader này. Áo Darth Vader này. Darth Vader này. Darth Vader này. Thế nên là không thể thiếu rồi. Cái này là một cái mô hình này thì mình mua với mức giá là khoảng 500.000 và đến từ Bandai. Đây là một cái model plastic với cái scale là khoảng 1/12, có nghĩa là nó bằng 1/12 so với thằng cha Darth Vader thật. Đó, đại loại như vậy, bóc ra xem nào. Đây là một trong những cái nó gọi là tai hại của việc mua hàng nhưng mà không hiểu được tiếng Trung của nó là cái gì. Thì ban đầu mình nhìn cái hình minh họa thì mình tưởng nó đây là một cái figure mua về, nó bóc ra là nguyên hình Darth Vader ở bên trong, kiểu đẹp tuyệt vời không mặt trời. Nhưng mà không, ở trong nó lại là một đống kit như cái kiểu dạng như thế này. Các bạn nào mà hay lắp gì nhỉ, Gundam thì các bạn đều biết
là những cái đấy lắp như thế nào. Thì đây là một cái bộ kit Darth Vader mà mình thì là một cái thằng mình không bao giờ mình hiểu được cái đống này lắp như thế nào luôn. Thì lúc mà mình nhìn trên web ấy, nó chỉ có mỗi cái hình này thôi, nó chỉ có mỗi đúng hình này thôi, nhìn kiểu ôi đẹp ấy, mà giá có 500.000 à, mua về trưng bàn học phát. Tiền thì đã mất rồi, không việc gì phải nhăn nhó. Cái này thôi chắc là đem về cho bạn Quy bạn ấy lắp. Bạn Quy bạn ấy thích mấy cái món kiểu gắn đao nhảy lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với món đồ tiếp theo. Đây mình có một hộp nhỏ nhỏ như thế này. Tiếp tục là một lố những cái đồ tiếng tung của mà mình cũng chẳng hiểu ra cái gì. Nhưng mà mình sẽ tìm cách khui nó ra. Như mình hứa mà các bạn đang xem kênh Duy Thẩm, do đó thì những cái món đồ nó sẽ rất là kiểu độc. Hay theo một số những cái cách nói khác thì nó sẽ là những cái món đồ nó rất là vớ vẩn. Ê, không thể thiếu rồi. Đó là mình sẽ phải mua những cái món đồ ăn nhìn nó dị dị tẩm tẩm về để thử xem nó như thế nào. Và đây là cái lố đồ mà mình có mua được. Cá đóng gói mấy ông ơi. Nếu các bạn nhìn thấy thì đây là nguyên là một miếng thịt cá. Nó cắt ra từ con cá, còn nguyên da, nguyên thịt các kiểu. Và đóng lại thành gói như thế này và mình quyết định mua một gói về. Và bởi vì đây là video mình mua đồ mình 100.000 sub, do đó mình sẽ không ăn một mình. Thắng em ơi, Sơn em ơi, vào đây hai mình liên hoan em ơi, mừng nghìn sắp em ơi. Các em đâu rồi, vào đây nào. Sao chúng mày nhìn tao rơi, chúng mày chạy hết rồi. Vào đây các em ơi. Ôi thậm chí có cả xương luôn này. Ở đây, anh vừa mua đồ ở bên táo bạo.com các em ạ. Táo bạo.com. Ở đây, mỗi thằng một miếng. Như là thế táo bạo ở đây phải để cá chép kho. Có cả xương này. Có sức sống luôn, thân luôn. Bây giờ mỗi đứa mình bóc một cái ra ăn thử nhá. Ăn thử luôn. Chí chưa đấy? Thật ra là hình như là mình còn mua một đống đồ nữa nhưng mà về muộn thì phải, nó mới về anh mua một lố đồ ăn nữa cơ nhưng nó mới về mấy cái này thôi. Cái này là 147.000 một gói này anh em ạ. 147.000. Chắc cũng chất lượng. Chắc thế là cá thật đấy. Thế nào? Cá thật. Nào, đến từ 1 đến 3 nhá. 1 2 3. Mình cùng đồng lòng trước khó khăn. Chúng tay kề vai đương đầu giống tôi. Đào nôn ra là... Đây. Là mình làm hộp nước. Đào nhai hết, đào nôn. Tao gọi chúng mày vào đây nhá. Để ăn mừng với dao. Anh em mình chia ngọt sẻ bùi. Đắng cay có nhau. Cút. Ngon đúng không? Cút. Ngon đúng không? Đây là điều. Các bạn nhá, công nhận là món này ngon. Đó, thế thôi. Để miêu tả vị của nó thì các bạn có biết cái cá khô mà ở Việt Nam mình hay làm không? Nó y hệt cái vị như thế, xong rồi có thêm tí dầu đóng gói đấy ạ. Nó rất là khó ăn, nó khó ăn cực kỳ luôn. Khó ăn lắm đấy. Để tí nữa mình thử hỏi mẹ Hạnh biết hôm nay ăn gì, dịch xem cái vỏ ngoài nó ghi là gì. Nhưng mà theo như mình biết thì những cái thức ăn dạng đóng gói nhỏ nhỏ như này là để ăn liền. Nhưng mà cái củ nợ này thì làm sao mà ăn liền được. Cái này ăn với cơm khi còn đỡ hơn ấy. Với những cái món đồ khó hiểu như này thì phải có sự giúp đỡ từ chuyên gia. Master hôm nay ăn gì ấy, cho em hỏi cái này là cái gì nhỉ? Cái chữ gì ấy mày? Cái chữ gì ấy? Ăn nó như kiểu cá khô đóng gói ấy, ăn tởm vậy. Nên ăn chữ gì ấy? Xoay can là cá khô mà nó có ghi là hướng dẫn. Rượu ấy, xoay này là say ấy. Hay là cá say hả mày? Kiểu rượu ấy. Tao không biết được, tao biết Trung Quốc đâu mày hỏi tao. Đấy, ý có hướng dẫn sử dụng ở đây không? Xem nó hướng dẫn sử dụng là ăn liền hay là gì? Cái này mà ăn liền được chắc chết luôn quá. Chẳng ăn liền, nó đóng gói như là ăn liền mà. Nên là bóc ra ăn thẳng của nó. Ừ, hạn dụng 12 tháng này mà thường món khô như này là chả là... Ừ, kiểu đóng gói như này là ăn liền đúng không? Mày muốn ăn thử không? cho mày. Này chắc là ăn liền cho mấy thằng kiểu Sơn. Một lần nữa ấy, đây là tác hại của việc mua hàng nhưng mà không hiểu tiếng Trung Quốc. Đó. Ôi, chúng ta sẽ sang với món tiếp theo. Này là cái gì ta? Mình không có nhớ là mình có mua cái này. Anh Huy ơi, cái này phải của chị nhà không ấy. Cái này em có mua cái này đâu. Tại sao trông lại có cái này? Hay là khuyến mại vậy? Ủa sao lại có những cái món đồ mà mình đích mua nó cũng có trong này là sao ta? Này là cái gì? Anh Huy ơi! Rồi, đây sẽ là cái món đồ cuối cùng trong cái lố đồ của mình lần này. Và để xem ở bên trong nó sẽ có cái gì. Ê,
cái sợi màu hồng này. À cái này của bạn Quy, cái này của bạn Quy. Và một trong những cái mà mình thắc mắc lớn nhất đấy là khi mà mua hàng quần áo mà lại còn Trung Quốc ở trên một trang web Trung Quốc thì nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ điển hình. À, một cái áo này có giá là khoảng 300.000. Đây nguyên mác Trung Quốc mọi người nhìn thấy. Và đây là cái hình. Thật ra thì mình nhớ là mình nhìn hình trên web thì trông nó có vẻ nó này nọ gì đó hơn, nhưng mà mua về nhìn cũng không đến nỗi nào. Vải bên trong khá là dày. Rồi. Ui. Cái này mặc khá là ấm ấy. Và mình nhớ là mình đã mua hai cái. Một cái cho mình và một cái để làm quà sinh nhật cho bạn Quy. Because we are friends. Rồi, vậy là mình đã unbox rất là nhanh một lố những cái đồ mà mình mua được từ bên Taobao nhân dịp kỷ niệm mình 100.000 sub. Và cũng để cho anh em có một cái nhìn, nếu như mà chúng ta mua những cái món đồ trên Taobao thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là từ quần áo này, từ đồ chơi này, từ những cái đồ phụ kiện điện thoại cho đến những cái món đồ ăn thì nhìn nó sẽ như thế nào. Vậy đối với anh em thì đã có những bạn nào đã từng đặt hàng trên Taobao, đã có những bạn nào đã từng đặt hàng trên những trang web nước ngoài thì đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. À, trước đây thì mình đã từng đặt một lố hàng từ Amazon thì nó cũng có những cái nó gọi là như kiểu là treo đầu dê bán thịt chó ấy. Chúng ta nhìn hình một kiểu nhưng mà mua hàng về một kiểu. Và đặc biệt một lời khuyên cho những bạn nào mà định mua hàng từ Taobao, đấy là nếu như mà không rõ tiếng Trung Quốc ấy thì đừng nhờ Google dịch, hoặc là hãy cố gắng nhờ ai đấy biết tiếng Trung Quốc để tránh cái trường hợp như mình như ban đấy. Và ngoài ra thì mọi người muốn mình tiếp tục mua thêm những món đồ như thế nào, mọi người tiếp tục muốn mình thử mua thêm những cái món đồ như thế nào trên Taobao, đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới và mình sẽ cố gắng làm trong những cái video lần sau. Và một lần nữa thì thực sự phải cảm ơn mọi người rất là nhiều vì suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ mình và đã giúp mình có được 100.000 sub nó nhanh và nó sớm như thế. Vì mình nhớ cách đây không lâu khi mà mình nhìn cái Social Blade mà nó dự đoán xem bao giờ 100.000 sub ấy thì nó phải là cuối tháng 1 hay giữa tháng 2 gì đấy cơ. Nhưng bây giờ mới được có nửa tháng 1 thôi thì thực sự phải cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hay là mình đem món đồ nào đấy trong đống đồ này ra giveaway nhỉ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.